cao bao mua giùm vậy đó. Mà cho mới 800 rẻ quá. Mà chưa biết họ mới không là gì vậy. Giờ nó không mới trả lời. À, giờ nó mới... Cô ăn cơm đi. Dạ ăn cơm phải không? Ăn đi tôi... Ăn luôn đó thầy. Cô không muốn ăn gì thì cô ăn đi. Cho ăn miếng rồi. Thôi, tôi ăn trái cây rồi thôi. Cho cô cơm lên luôn đó thầy. Thấy dạng linh tinh vậy nó cũng không đói nữa. Con cũng chưa đói đâu, nhưng mà thầy ăn thì luôn. Được 1 rưỡi rồi. Dạ. Tôi đi cái tôi xong những chút cái chiều tôi đi đeo mấy cái hạt cái bồng tơi. Thầy cứ làm bình thường đi. Thế đó rồi. Nhưng mà cái xe đẩy nó lấy rồi. Xe đẩy tôi nó bị bể bánh rồi. Để coi sao. Rinh sách đất mà rồi nhà khẩu lại có xe đẩy rồi họ lấy rồi rồi. Họ mướn mới làm 10 động giờ hứa xong nó chạy mất tiêu rồi mấy anh Mỹ Đen rồi nè. Ok tôi cũng chạy mất tiêu. Thôi tôi không dám mặc khổ qua dồn đâu, con phải ráng hết chứ. Tôi bây giờ mặc khổ qua là trúng liền á. Cái thứ bệnh này, cái bệnh cảm mà nó kỳ lắm. Nó khổ qua là một nè. Rồi gì nữa, ăn vô là dính liền á. Cái hôm qua tôi quên tôi ăn miếng đó. Rồi tôi dồn cho tôi đen quá trời á. Đen thành giống táo. Cơm mình đủ ăn không? Trời ăn hết. Bắt đầu chiều nay chiều là tôi ăn cháo rồi. Thầy Khai không nói vậy sao kia là không đi. Ăn cháo cho nó đỡ bệnh, đỡ hoạn. Cái rong biển bữa cô Đào có cho nè. Cái keo rong biển của cô đâu rồi? Nó ăn cho cô vui chứ. Ai cho gì tôi không ráng tôi ăn á, mà người quen người biết tôi mới ăn. Không ăn thì quý vị nói tôi khi dễ. Tôi ráng cái gì tôi ăn, cái nào tôi ăn được thì thôi. Đó, cô ăn đi. Tôi ăn cho cô vui. Nhưng mà trong biển này nó làm sao mà nó nhẫn nhừ gì nè. Trong biển tôi làm nó không có nhẫn nhừ gì đâu. Cô đừng có chiên á, nó giàu dữ lắm. Cũng cái máy đó đó, cái máy đó mà làm nên tất cả đó. Máy nướng đó. Con cái đó là con mua. Bây giờ cô xé ra, xé cái miếng của miếng á. Dạ. Xé cho nó ra hết. Dạ. Cái cô mới quậy miếng dầu. Dầu ô liu á. Dạ. Với đường. Cái bột canh với với miếng muối với nước xì dầu ở nước tương á. Dạ. Để thay Dũng này đi. Không. Nếp nó đang hồi nó đang lên đàm mà nếp vô nữa. Cái bắt đầu cái cô rưới rồi. Dạ. Rưới lên cô lấy cái bao tay cô trộn cái điều lên hết, cô đem cô đi phơi. Dạ. Rồi cho nó ra nó khô khô. Nó khô rồi cái cô đem bỏ mấy cô quay. Dạ. Bấm 4 phút. 4 phút cái cô trả cái bấm 1 phút nữa, 2 phút nữa, ngon lắm. Dạ. Đừng có rang chảo nó tốn dầu mà nó ăn không tốt đúng không? Dạ thôi. Thôi mời. Dạ mời. Rồi sau đó đó, cái lúc mà cô mà rưới dầu nó cô đang đi phơi đó, dạ. Mè cô rắc lên luôn. Thấy không? Thầy trò ăn vậy nó hạnh phúc, nó vui không? Yeah. Đâu mà chi mà hai mâm rồi, thầy mâm, trò mâm chi vậy? Mình ăn thì thật ăn cái muỗng gấp cái đũa là quá ư sạch sẽ rồi. Chén cũng được không? Tôi không phân biệt chén. Tại tao chén không chén nào giống chén nào. Tại vì tao cho á. Dạ. Có miếng nhà đó, tao bể là còn dương cái hay cái. Họ cỡ thể tôi đi mua hai cái chén này nè. Mua hai chén này nè, ngon. Mua hai chén này là kỷ niệm. Kỷ niệm tôi mua hai cái, nhớ cái đồng rưỡi phải. Ủa sao mà dư đũa nhiều quá vậy? Đũa này mới, còn đây đi.
Đưa đũa đó, đũa này mới. Có khách. Rồi, cái khách nữa hả? Đũa dư rồi, có khách. Dọn dư rồi, có khách. Ăn cái này nó tốt nè. Cái này là cái gì? Sushi à? Hảo lên đi thi cô Đào có cho đó. Dạ. Để phải chai nước không. Đối với trường lấy nước uống. Cứ mua chai nước tới 3-4 đồng ổ tiền lắm. Con cũng dạ. Chúc con lấy cái chai nhỏ theo. Cái góc ấy lấy chai không. Với lại lên máy bay là cũng có. Đỡ gì cũng hàng tiện. Dạ. Mua chai nước tới 3 đồng không? Dạ. Có khi mình mua 3 đồng là một kết 24 chai. Dạ. Nếu phước sanh như kiệm, người có phước ở nhà tiết kiệm, cần kiệm. Càng chút chút thì nó đỡ lắm đó cô. Tháng này nè, là tôi đỡ tiền điện, tiền nước nó giảm chút phân nữa. Nè, tiền chút chút thì đỡ không? Tháng rồi điện nó tới 300 mấy, tháng này có 178 đồng à. Là thấy khỏe rồi. Rồi nước tháng rồi 200 mấy, tháng này cũng có hơn 100 à. Là tiện. Nhưng mà tháng sau là nó lên. Tại vì có khách mà. Không. Cái dụng nước không sao, điện cũng không sao. Có khách nhưng mà tôi nhớ là mấy con có lời nhiều là vì ít tắt máy. Cứ gần máy lạnh rồi. Nó quay lên một cái nó quay cả nhà nè. Nặng điện lắm. Người tôi hạ tiện. Có mình tôi thì thành ra đó thì cô đừng buồn. Nhưng mà có với cô tôi kỹ, tôi không có bảo không tay ngắn, có không tay dài gì nè, thấy không? Chứ giờ bây giờ mặc thêm cái áo kia nữa, giờ này sao chịu nào ấy. Nhưng mà phải hiểu, tại mấy cô đáng tuổi mẹ tôi hết, cho nên tôi mặc vậy gọi là coi lịch sự rồi, phải không? Mà áo tay ngắn coi không được. Nhưng mà bây giờ mặc cái áo nữa vô thì nó nóng quá. Tôi hạ tiện, tối tôi ngủ tôi cũng đặt áo dày. Mà nóng á thì chạy ra tính điện, thường có cái gối mà tôi để là tại tôi nằm á. Rồi bây giờ cô về là tôi mấy cô về là tôi gỡ hết cái thảm á lên á. Mùa nóng mà tôi đâu có xài thảm á đâu. Đặng nó nóng á cái tôi lăn đó. Thôi tôi lăn cái gỗ á. Mùa đông mình đắp mình dày. Mùa nóng mình đắp mình mỏng. Mình làm nó trong chánh niệm. Cái bài mà quên nữa. Con để cái tờ giấy đó trên đó. Con chỗ bàn thờ để cho con nhớ. Con xin thầy cái bài tám đi giác ngộ đó. Dạ, đúng rồi. Cái bài mà mỗi sáng cô tôi nghe cô tụng á. Bực hút khi nào thì chừng nào mà không hết bài, hết cái chữ mà hết bổ hay gì đó là thì giảng cái bài sáng rất nguyện đó. Con rất nghe giảng. Bài đó hay lắm. Hay lắm nè. Con nhớ thầy giảng từ chữ nôm ra nên tôi tiếc á là nhiều khi mình đọc mà mình không có hiểu cái nghĩa đó. Dạ. Cho nên sáng nào tôi nghe cô đọc là tôi nghe thấm lắm. Tôi biết cái nghĩa rồi á. Nó mới thấm. Có nhiều khi có mấy thầy giảng nữa. Tụng kinh mà mới nghĩa nó đâu thấm. Nhưng mà lâu lâu mình phải nghe lại nữa cho mình nhớ ra. Cái bài đó nó có mấy cái điểm nè. Để tự chúng đẳng tự di chân tánh uổng nhập mê lô từ cái hình nội dung á. Yeah. Có nghĩa là mình tự ăn năn mình sám hối. Dạ. Để tự chúng đẳng là tự chúng con á. Dạ. Còn nếu có mình thì không cần chỉ chúng đẳng. Yeah. Nhưng mà bây giờ cái bài đó như vậy là mình đọc chứ còn đúng ra là đệ tử nhất niệm
hay là tình tự tự nhân tự thân mình cũng được, nhưng mà thôi lỡ rồi đọc nguyên, chứ còn chúng đẳng là số đông. Đệ tử chúng ta là tự di trên tánh, chữ di là dời á, tự dời cái tánh trên của con đi, mình tự mình dời tánh trên. Vì vậy cho nên con dời cái tánh trên của con đi, cho nên uổng nhập mê lưu, cho nên con mới lạc vào cái khúc sông mê á. Vì vậy mà tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, cho nên mấy con mới bị cái cuộc sinh tử nó dập dồn con. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm, con kẹt trong cái sắc thanh mà con bị tham đắm, đắm đuối mà nhiễm ô. Thập triền thập sử tức thành hữu lậu chi nhân, mười triền mười sử. Mười sử đây cũng biết rồi, gồm có kiến hoạt và tư hoạt. Nhưng mà mười triền thì gồm có tham, gồm có phẫn hận phú não, vô tàm vô quý triệu cử không trầm để đại phóng vật. Đó là mười triền, là lấy từ 20 cái phiền não chi mạc mà lấy ra 10, lấy 4 cái đầu, 2 cái giữa và 4 cái cuối. Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, tích là tích lũy, nó thành cái nghiệp hữu lậu mà con mới bị sinh tử dập dồn tới ngày hôm nay. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, sao cái căn nè, mắt tai phụ thân ý nó tiếp xúc với sao cái trần sắc thinh hương vị xúc pháp, nó vọng nha. Hay nói mà cái chữ vọng á, vọng tác vô biên chi tội, nó vọng vậy mà nó thành không biết bao nhiêu là điều tội lỗi. Vọng thành nè, vọng thành hữu lậu nghiệp. Cho nên ngày nay con mới phát nguyện là sở nguyện năng nhân chủng bạc. Con nguyện là cho con sớm được gặp một cái bậc năng nhân. Mình nói chung là con gặp được cái người có nhân từ, có đạo đức. Chứ còn mình đã gặp Phật thì thật đâu nữa mình gặp. Nguyện năng nhân chẩn bạc thiện hữu đề quề. Cho con gặp được cái bậc thiện hữu tri thức. Sở nguyện năng nhân chẩn bạc thiện hữu đề quề, để con xuất phiền não cho thâm quyên đáo bồ đề cho bỉ ngạn. Xuất là con ra khỏi, ra khỏi cái phiền não mà thâm uyên. Thâm uyên là nó quá nhiều, nó thậm thâm, nó sâu lắng á. Mà phải cần cái bậc năng nhân chứng bạc mới được, bạc thiện hữu đề huệ mới được. Chứ còn mà cô gặp toàn là lý thông hay là bàn quyên không á thì không có ra khỏi được cái phiền não thâm uyên đâu nghe. Gặp phải bậc thiện hữu tri thức, mà cái bậc mình dám tán mình bột tay đó, là cái bậc mình dám ăn, dám nói mới lôi mình ra khỏi cái dòng lao lý nghe cô. Chứ cô đừng có tưởng nó nói thiện hữu là gặp mấy người nói tốt cô, không là thiện hữu nghe. Cái bậc mà dám chỉ lỗi của mình, dám mà thấy mình mê mà vô cho mình một bột tay kiểu như Lưu Bình Dương Lễ vậy đó, thì đó là thiện hữu. Còn thiện hữu mà kiểu như Thạch Sanh Lý Thông hay là Tôn Thẳng Bàn Nguyên đó là không phải là ra khỏi phiền não được đâu. Cho nguyện đăng nhân chứng bạc thiện hữu để xuất phiền não cho thâm quyên đáo bồ đề chi bỉ ngạn, là đáo là đến được cái bờ bồ đề, là bờ giác á. Cái bồ đề là giác thôi, đi gì nữa? Đáo bồ đề chi bỉ ngạn thử thế phước cơ, thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long, lai sanh trí chủ linh miêu đồng hy tăng tấu, là cho con ra đời, đời nào con cũng được cái gọi là được cái tánh linh á, được cái sự trong sáng, cái trí thức con đừng có mê mờ á, là nội dung vậy. Phước cơ mạng vị, ra đời được cái mạng con mạng vị bình an á, đừng có ra đời rồi gặp con xích tay kẻ gọng, rồi con cùi hủi rồi sao tu. Gặp là con ra đời mà thí dụ như nói xin lỗi chứ đẻ ra chứ cục thịt tay chân không có rồi hỏi cô làm sao. Cho nên con nguyện là thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long, những cái điều tốt lành đó cho nó được hưng hiển, xương long hưng hiển, để lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú, sanh phùng trung quốc trưởng ngộ minh sư. Cái đời kiếp đời tương lai của con có trở lại đó, cho con được cái trí chủng linh miêu. Trí chủng là cái trí này, cái chủng tử này nó được cái trí tuệ trong sáng á. Linh miêu là ý đó là trong sáng, giống như con mèo, mèo mà gọi là con linh miêu đó. Mình nói xin lỗi, mèo nó nhiều loại mèo. Nhưng mà con mèo nào mà gọi là con linh miêu là con nó
nó làm cho người sống lại chứ thực thể mà nó đó ma mà con linh miêu nó gãy ngang cái người chết từng hồi lại lên á. Linh miêu chữ bà không hả, qua đó rồi lại thành tí chủng linh miêu đồng hy tăng tấu. Các con đồng được tới cái chỗ mà vui vẻ, hy là giống như vui vẻ đó, hy giống gần như chữ hỷ. Tăng tú là con được tăng lên cái ánh sáng đó, cái tinh tú đó. Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ binh sư. Con sanh một cái quốc gia nào á thì cũng cho con sanh đến chỗ văn minh, văn hóa đó, chứ không phải Trung Quốc là nguyện sanh thì đến Trung Quốc nha. Nếu con sanh ra một cái nơi nào cũng sanh được cái nơi mà tiếp cận được cái nền văn hóa đó, văn minh đó. Chứ mà nếu sanh ra cái chỗ mà gọi là biên địa hạ tiện thì nó cũng tội nghiệp lắm. Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ binh sư, để gặp một bậc thầy, thầy sáng, minh và sáng, chứ đừng gặp thầy tà. Chứ gặp binh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn gặp đạo, để cho con có lòng tin, mà lòng tin thì phải là chánh tính nha. Tin xuất gia bằng cái lòng chánh tính. Chứ bây giờ mà xuất gia mà gặp vô tà tính thì cũng không nên xuất gia làm gì. Cô vô cái chỗ xuất gia để cô đi làm bà sư cô và làm ông thầy để cô đi đám, có tiền xài thôi thay gì. Để ngoài đời tôi chịu khó tôi trồng rau vậy nè, tôi cũng có đồng tiền, và đồng tiền bằng xương máu, xương máu bằng mồ hôi nước mắt phải không? Yeah. Bây giờ cô ham mà cô đi cùng tụng đám cho người ta, cô ăn đồng tiền xương tỷ đúng không? Cho nên chánh tín xuất gia là con xuất gia bằng cái con đường chánh tín chứ không có tà tín. Đồng chơn nhập đạo là còn nhỏ được vào đạo. Rồi gì nữa, chánh tín xuất gia đồng chơn nhập đạo. Thảo nguyện đăng nhân chứng bạc thì ngũ đề què xuất phiền não như thâm quyên. Đá bồ đề chi bỉ ngạ thử thế phước cơ mạng gì các nguyện sinh long lai sanh trí chủng linh miêu. Đồng hy tăng tú sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia đồng chơn nhập đạo. Lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa. Bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm. Nguyên hộ quay nghi, nguyên khuy vô tổn, bất thuần bát nạn, bất thiết tư duyên, bát nhã trí dĩ hiện tiền, vô đề tâm nhi bất thối, tu học chánh pháp liễu ngộ đại thừa. Thấy không, tôi không tụng mà tôi thật là thấy không? Không, ý nói gì đó, không tụng mà phải hiểu cái nghĩa thuộc là làm. Cho nên khi nghe cô tụng á, cô không đừng nói sao thầy cũng làm biết. Khi ai tụng mà tôi quán chiếu cái nghĩa đó, tôi thấm lắm. Tới đâu rồi mới nói chỗ mà lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa. Cho con ra đời con được sáu căn nó thông minh, nó lanh lẹ đó. Chứ đừng cái vụ mà mắt nó lé xẹ, có hoặc là đuôi mù, có con lọt trồng té nổ, hoặc là cái sức môi, hoặc là tai điếc, hoặc là sáu căn nó què quặt á, thì làm sao mà thông lợi được. Cho nên lục căn thông lợi và tam nghiệp thuần hòa là ba nghiệp, là thân khẩu ý nó được, nó được thuần, nó được hòa, như là đồng thanh đồng thủ đó. Lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên. Cho con đừng có ham cái cuộc đời trần thế này, để cho con thường tu phạm hạnh. Cái bài hát rất là hay. Chấp trì cấm giới, con nguyện chấp lãnh mà thọ trì cái giới cấm của Phật, để trần nghiệp bất xâm. Nguyên hộ quay nghi, nguyên khuy vô tổn, con giữ gìn cái quay nghi tới hạnh mà không có tổn cái đức của con. Bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên, con đừng có rơi vào, đừng có trùng phùng với tám nạn. Bài rất là... mà mấy cái bài này á, mấy ông thầy phải chuyên về pháp số Phật học. Pháp số không à? Bất phùng bát nạn rồi có nạn gì? Mông, lung, ám, á, à, là bốn nạn rồi. Công ngọng đu điếc, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà bốn cái công ngọng đu điếc chứ nó có một nạn rồi nha. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba nạn nè. Rồi bắt cô lưu châu là sanh cái cõi trời gọi là trường thọ thiên đó, sống hoài không chết, sống lâu thiệt lâu sao tu. Rồi gặp cái cõi mà vật chất đầy đủ có tu, rồi mong luôn ám á, rồi Phật tiền Phật hậu, sanh trước Phật cũng tu cũng được. Mình đây là mình hiện giờ là thầy trò, mình đang bị cái nạn là Phật tiền Phật hậu này. Sanh sau đó là Thích Ca mà sanh trước Phật Di Lặc. Cho nên mình lững mấy ngàn năm mà mình có thấy không, Phật Thích Ca đã qua rồi mà Phật Di Lặc thì chưa tới. Cho nên mình bây giờ cái nạn đang hiện giờ thầy trò mình trong báo bát nạn đó,
thì mình đang bị cái nạn chính đó là Phật tiền Phật hậu, rồi cái nạn nữa là thế trí biện thông. Mình ý mình thông minh lên lại, mình bài giải cái kiểu kiểu của mình á, cái gì mình cũng bào chữa được hết trơn á, mình chạy tội ra ro à, rồi thế trí biện thông đó. Cho nên mình nguyện sao mình đừng có sanh ra bị mấy cái nạn đó, bất khuyết tư duyên, đừng có khiếm khuyết bốn duyên. Là bốn duyên nó gồm có nhân duyên nè, sở duyên duyên nè, tăng thượng duyên nè, vô đẳng gián duyên nè, và cái đó là phải học pháp số Phật học, bất khuyết tư duyên để bát nhã trí dĩ hiện tiền cho cái trí tuệ con nó. Bát nhã là trí tuệ đó, được nó sanh ra hiện tiền, thấy cái là biết đâu chánh, đâu tà, đâu là phi pháp, đâu là chánh pháp, để bồ đề tâm như bất thối. Khi mà mình có bát nhã trí dĩ hiện tiền thì cái tâm bồ đề mình không có thối chuyển. Còn nếu mình không có trí tuệ bát nhã đó thì mình dễ thối chuyển lắm. Mình ham tu quá mình cũng bị thối chuyển nữa. Ham tu quá thì mình nghĩ ai cũng thập Phật á, nhưng mà cuối cùng mình đụng toàn là phàm, sao thối chuyển là bởi vì mình chưa đầy đủ trí tuệ, phải không? Bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm như bất thối, tu học chánh pháp liễu ngộ đại thừa mới khai lục độ chứ hạnh môn, diệt tam kỳ chứ kiếp hải. Nghe không? Để con khai sáu con đường của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Khai lục độ chứ hạnh môn, diệt tam kỳ chứ kiếp hải là con rút ngắn cái ba tam kỳ rộng lớn như biển lại. Nhưng mà cái điều nguyện cuối cùng á, tôi nhớ á, tôi thích, tức là nếu như gặp cái thời buổi mà loạn lạc mà nghèo khổ đó, cho con nguyện làm lúa làm bắp để cứu người đó. Nếu gặp cái thời dịch bệnh cho con làm thuốc để cứu người đó, gọi là cái gì? Cái đoạn chót của đọc tôi nghe coi. Khai lục độ đọc, đọc từ từ đọc bất diệt tam kỳ kiếp hải, kiến pháp tràn ư xứ xứ, kiến pháp tràn ư xứ xứ, phá nghi giống ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo, thừa thập phương, thừa sự thập phương kia Phật vô hữu bì lao, tu học như thế pháp môn tất giai thông đạt, quảng tác phước tuệ phổ lợi trần xa, đắc lục chủng như thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả, nhân hậu nhiên hậu, nhiên hậu bất xả pháp giới, bất nhập trần lao. Chỗ này nè, cái chỗ này nè là nhiên hậu bất xả pháp giới. Lý đương nhiên là con không có rời cái pháp giới này. Hay không? Cái bài đại thừa rất hay. Nhiên hậu bất xả pháp giới nhưng mà bất nhập trần lao. Rồi cái bài này mà để tôi giảng đại thừa là tôi giảng, tôi dỗ bài cho con nghe đã luôn. Chứ không phải con tu, mà con tu để được con bay ra khỏi cái pháp giới này. Sao bay được? Ở trong dòng pháp giới này là nhiên hậu bất xả pháp giới, nhưng mà con nguyện bất nhập trần lao. Con không có nhập vào để trần lao nó chi phối con. Con ra vào tội tại tự tại, gọi là vãng lai tâm giới chư tăng xuất một vị tha tắc đắc. Nhiên hậu bất xả pháp giới, bất nhập trần lao, đẳng quan âm chư tự tâm, hành phổ hiền như nguyện hải. Đó, con làm những cái việc mà của Bồ Tát Quan Âm dạy đó, là con lấy cái tâm từ, con hành cái hạnh phổ hiền như rộng lớn như biển, đẳng âm như từ tâm, hàng phổ hiền như nguyện hải, tha phương thử giới, trục lội tùy hình. Con nguyện nơi nào cũng có mặt con cũng được hết trơn á. Con tùy theo cái cõi đó mà con hiện hình, là phải hạnh nguyện của Bồ Tát không? Trục lội tùy hình là gì nữa? Trục lội tùy hình. Ứng hiện sắc thân. Cái gì nữa? Sắc thân. Diễn dương diệu pháp, nê lê khổ thố ngạ quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến, kỳ nải kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai sức bồ đề tâm, vĩnh sức luân hồi khổ. Ra con nguyện tới đó con vào địa ngục, con vào con ngạ quỷ mà gọi là nê lê khổ thố ngạ quỷ đạo trung. Cái gì tự nhiên đang nói qua nè? Phóng đại quang minh hoặc hiện. Lúc đó con vô đó thì con phóng đại quang minh, và con hiện làm ông thần để con mở toan cái ngục khổ đau cho chúng sanh, hoặc hiện chư thần biến, kỳ nãy cái ngã tướng, nãy chí văn ở danh, giai pháp bồ đề tâm, vĩnh sức luân hồi khổ, với quả vật băng hà chi địa, biến tác hương lâm ẩm đồng, thực thiết chi đồ, quá sanh tịnh độ, phi mau đới giác phụ trái hàm quang, tận thể tâm toan hàm tiêm lợi lạc, tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo. Nếu con khai ra cái cuộc đời này mà nó lỡ có bệnh thật gì đó thì con xin nguyện làm cái liều thuốc.
Điều thuốc hiển vi dược thảo mà. Cố liệu trầm kha, con cố cho người đang bị trầm kha đó, cơ tắc thời chi, quá tác đạo lương. Nếu con sanh ra đời mà gặp cái thời cuộc mà nghèo khổ đó, con xin nguyện làm ngũ cốc ngũ quả. Hay không? Thấy không? Con nguyện vĩ đại không nguyện? Có ai nguyện vậy không? Chỉ có hàng ngoại thừa Bồ Tát thôi. Người ta nguyện ta cầu thành này cầu thành kia mà mình không cần. Mình nói nếu mà gặp cái cảnh nghèo con nguyện làm lúa, gặp cái cảnh dịch bệnh con nguyện làm thuốc. Trời ơi nó đơn giản hết sức không? Mà sao nguyện mà nguyện giảng sanh tịnh độ làm gì? Không? Nói vậy sẽ động tới tịnh độ. Rõ ràng cái bài rõ ràng tổ biết đó. Tạc dịch thế nhi hiện di dược thảo, cứu liễu trầm kha, cơ tắc thời nhi quá tắc đạo lương, tế chư bằng nổi. Nói gì đó, đảng hữu lợi ích, vô bất khưng sùng, thử kỳ lý thế quan thân, thực sức thanh thiệt tò quyến thuộc. Bất chí gì bất nhiên sinh. Đó, cho nên cái nó hay từng chữ vậy đó. Cái bài đó cho nên khuya đó, mình tụng mình phải hiểu cái nghĩa đó, rồi mình mới thấm thía từng chữ cô. Chứ cái đạn mà cái mỏ chạy đều đều ở miệng mình đập rót rót mà mình không hiểu nghĩa uổng hết sức không? Cho nên đó tôi không tụng, tôi không đọc mà tôi thuộc, tôi thấm từng chữ đó. Đó là cần phải nghe giảng để mà mới thay được mấy cái chữ chữ hán đó. Không, con uổng như tôi á thì tôi giảng được mà lại tôi nóng nảy cho nên giống như là là nó cũng phải có cái tật gì đó ha. Chứ mấy cái bài đó mà đưa tôi giảng rồi tôi giảng mà tôi vỗ bàn tôi giảng lên nó ra cái ngữ nghĩa từng chữ luôn á. Ví dụ như câu mà tôi thích câu mà nếu con sanh ra gặp thời dịch bệnh, con nguyện trải thân làm liều thuốc để cứu người. Nếu con sanh ra gặp thời nghèo khổ, con nguyện làm lúa thóc để cứu người. Hay không? Đó là một cái hạnh nguyện mà mình không thể tưởng tượng. Cái bài sám thiệt là hay. Ăn hết cái này đi rồi đi về. Nghe lời thì ăn hết cái khổ qua dòm đi. Nó có chất để ngồi chịu đựng mấy tiếng đồng hồ trên máy bay. Tôi ăn món này à, tôi món ra sushi nữa. Không, đừng có ăn cái này, nó uống nước dữ lắm. Ăn cái này nè, ăn ráng mấy cái. Không bỏ vô đi, em về bánh tối ăn. Đời tôi á, tôi nguyện á thượng cúng dường hạ bố thí, con thấy tôi không có giữ là cái gì cho tôi thức ăn hết trơn á, có là tôi chia tôi cho vậy đó mà tôi không có thiếu ăn. Thượng cúng dường, trên thì mình cúng dường, hạ bố thí dưới mình ban bố, nên mình không có nghèo đói. Nhưng mà cái gì không ai ăn á thì tôi đáng tôi ăn, không có gì ai ăn ngon á thì tôi thấy ăn ngon là tôi gửi biếu người này kia, vậy mà không có thiếu nha. Nãy giờ thầy nói thầy có quay có thâu như băng đó. Dạ. Rồi chịu khó bắt lại rồi nghe cái bài sám đó đó. Dạ. Nghe thấm thía lắm. Tại sao tôi nói gì tôi hay livestream? Vì nó có những cái cành khi đụng cái duyên tôi mới nhớ. Tự nhiên biểu tôi nhớ tôi không nhớ nữa. Nhưng người ta qua hỏi thấy không? Qua hỏi cái bài sám đó cái thầy mới nhớ. Thành ra có những cái phải cần kịp thời vậy đó. Chứ không phải mà tôi ham livestream. Tôi là nông dân, người đen đúa mà tôi quay là quay lậm gì phải tôi đẹp tướng rồi người quay. Chẳng qua là tôi sợ tôi quên á, tôi nhớ gì tôi tranh thủ tôi quay. Cái thành ra mấy em đã bỏ lên YouTube, kể đó ai có duyên người ta bắt gặp ta nghe phải không. Thôi, tắt rồi nha, dài rồi.